Ba Đình. Đã bao giờ My nghe được câu nói này chưa? À, dạ vâng. Hiện tại thì em cũng đang ở Ba Đình và câu nói trên thì em từng được nghe rồi và cảm thấy thực sự rất đúng. Bởi vì là quán ăn ngon này nổi tiếng gần xa là Hoàn Kiếm. Còn nơi mà thực sự đáng sinh sống nhất thì chắc chắn là Ba Đình rồi. Và hiện tại thì hai chị em mình đang có mặt tại một phường trung tâm của quận Ba Đình. Phường này thì lại là nơi đặt trụ sở của rất là nhiều cơ quan của Trung ương lẫn Hà Nội. Ví dụ như là Viện Tư liệu Phim này, Bệnh viện Phụ sản này, Bệnh viện Nhi Trung ương, cùng rất là nhiều đại sứ quán, ví dụ như là Đại sứ quán Nhật, Đại sứ quán Úc. Và song song với việc phát triển và đô thị hóa thì nơi đây còn gìn giữ khá là nhiều dấu tích về kinh thành ngàn năm xưa, mang lại những cái dấu ấn về văn hóa và lịch sử của Hà Nội. Và chúng ta đang nhắc đến đó chính là phường Ngọc Khánh. Ngọc Khánh thì nằm ở phía tây của quận Ba Đình, tiếp giáp với hai quận là Đống Đa và Cầu Giấy. Ở đây thì diện tích thì chỉ có 1,08 km² thôi, nhưng mà nhân khẩu thì có tới 21.000 người. Vâng. Và ở đây thì bao gồm các cái khu tập thể cũ lắp ghép từ thời kỳ trước, cùng hai làng cổ là làng Thủ Lệ này và làng Ngọc Khánh. Và người ta thường nói là đất chật người đông, nơi nào mà càng nhiều dân cư sinh sống thì nơi đó thường là trung tâm phát triển cả về văn hóa lẫn kinh tế, chị Ngọc ạ. Và đông đúc nhưng mà không hề xô bồ, đó chính là phường Ngọc Khánh đấy ạ. Dân cư ở đây thì hầu hết đều là công nhân viên chức này, cán bộ hay là các chuyên gia nước ngoài như là Nhật Bản hay là Hàn Quốc. Và dân cư mới sinh sống ở đây hoặc là những người quan tâm đến Ngọc Khánh thì thường là những người tôn trọng này, yêu nhịp sống và văn hóa ở đây, nên mới lựa chọn nơi đây để sinh sống. Và một điều quan trọng nữa đó là nếu mà muốn mua nhà Ngọc Khánh thì bạn cũng đều phải là người có tiền. Phường Ngọc Khánh có 13 tuyến phố và đây đều là những con phố rất giàu có, thịnh vượng và dễ buôn, dễ bán. Trong đó thì có hai tuyến phố, đó chính là Kim Mã và Nguyễn Chí Thanh, là đường hành lang bảo vệ các đoàn du khách quốc tế, nguyên thủ các nước và lãnh đạo cấp cao từ sân bay Nội Bài về Hà Nội. Thêm nữa thì đây cũng là hai trục đường chính, kết nối thẳng từ ngoại thành vào trung tâm nội đô của Hà Nội. Bởi vậy mà mật độ giao thông ở đây rất cao. Khi mà đến với Kim Mã thì đây chính là một trong những con đường đẹp nhất của thủ đô Hà Nội. Một điều gây thương nhớ ở Kim Mã đó chính là hai hàng cây lâu năm mọc ở bên đường. Trông rất là thơ mộng, chẳng khác gì những con phố trong những bộ phim Hàn Quốc cả. Và cũng chính từ nơi đó mà Kim Mã còn có một tên gọi khác, chính là con phố tình yêu. Và thường xuất hiện ở trong những bộ phim từ điện ảnh đến truyền hình của Việt Nam. Và ở con phố này thì cũng kinh doanh rất là đa dạng các loại mặt hàng. Tuy nhiên để người ta nhớ về Kim Mã thì cái mặt hàng chủ đạo chính là quần áo thời trang cao cấp. Nơi đây cũng sở hữu giá bất động sản cao hơn mặt bằng chung so với các con phố còn lại ở phường Ngọc Khánh. Từ Nguyễn Thái Học đi hết đường Kim Mã sẽ sang phía bên tay trái thì chúng ta sẽ đến luôn đường Nguyễn Chí Thanh. Đây là một trong những con đường rất là nổi tiếng của Hà Nội chứ không riêng gì của phường Ngọc Khánh và là nơi đặt trụ sở của VTV Đài Truyền hình Việt Nam cùng khá nhiều các tòa nhà văn phòng hành chính khác rồi trung tâm thương mại như là Vincom Nguyễn Chí Thanh. Và dọc hai bên đường, như quý vị có thể thấy thì mật độ tham gia giao thông cũng rất là cao. Thế nên là cũng mọc lên rất là nhiều các cái loại tiện ích khác nhau, từ cửa hàng trái cây, shop quần áo, hàng ăn, quán cà phê, vân vân. Và một điểm đặc biệt nữa, đó là bên kia đường có hồ Ngọc Khánh. Và ở hồ này thì cũng có nhiều quán cà phê đẹp này. Và phần nhiều hơn là các căn hộ homestay, apartment, view hồ. Và dành cho những người có thu nhập cao cũng như là chuyên gia nước ngoài thuê. Và chách chách ở phía bên kia nữa thì chúng ta còn có trường đại học Remit, khách sạn 5 sao Dai U, Lotte Center. Và chỉ đứng ở một góc nhỏ của phường Ngọc Khánh thôi thì không biết quý vị có một cái cảm giác như Bảo Ngọc không? Đó là Ngọc Khánh thực sự là một nơi rất là phát triển, văn minh, hiện đại và thịnh vượng. Cùng với đó là hai tuyến đường vành đai 1 là đường Bưởi và đường La Thành. Hai tuyến đường này thì kết nối với nhiều quận trung tâm của thủ đô như là Tây Hồ này, Ba Đình và Đống Đa. Thực chất là hai tuyến đường được gọi là vành đai 1 này thì đã và đang trở thành những tuyến đường huyết mạch của nội đô. Ngoài ra khi mà muốn mua đồ nội thất thì chắc chắn người dân thủ đô sẽ nghĩ đến ngay La Thành, nơi mà My đang đứng đây ạ. Ở đây thì vẫn giữ lệ buôn có bạn, bán có phường. Và như quý vị có thể nhìn thấy thì con phố La Thành được người dân bày bán rất nhiều đồ nội thất ở dọc tuyến phố. Và khi nhắc tới con đường này, chắc chắn là người ta sẽ nghĩ đến ngay con phố gia công nội thất nổi tiếng và lâu đời nhất ở Hà Nội, quý vị ạ. Con
con đường trùng với tên phường, đường Ngọc Khánh, là một con phố buôn bán một loại mặt hàng khá đặc biệt, đó là thuốc Tây và thiết bị y tế từ lâu đời nay. Ngày trước khi mà Bảo Ngọc cần mua một toa thuốc của bác sĩ kê đơn thì tìm ở một số hiệu thuốc ở khu vực khác của Hà Nội thì không có. Nhưng khi đến Ngọc Khánh thì mình đã tìm đủ được các loại thuốc mà bác sĩ yêu cầu. Và theo cảm nhận của Bảo Ngọc thì giá thuốc được bán tại đây cũng rẻ hơn so với mặt bằng chung. Nên nếu mà quý vị cần mua thuốc thì nhớ đến Ngọc Khánh nhé. Ngoài ra thì Ngọc Khánh cũng là nơi đặt trụ sở của American Center, Thư viện Mỹ. Thế nên con phố này cũng tập trung khá là nhiều người nước ngoài, đặc biệt là người Mỹ. Và ở đây thì buôn bán các cái loại ẩm thực đặc trưng của Việt Nam mà du khách nước ngoài rất là thích. Đó là một dãy rất là nhiều các cửa hàng bún chả nổi tiếng. Phường Ngọc Khánh thì có 5 tuyến phố văn minh đô thị. Đó là Liễu Giai, Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Đào Tấn và Vạn Phúc. Hầu hết các tuyến đường này trừ đường Vạn Phúc thì đều được chia làm hai làn rất là rộng rãi. Chiều rộng có thể lên tới từ 20 đến 25 mét. Và hiện tại thì Bảo Ngọc đang có mặt ở con phố Liễu Giai. Đây là một con phố cũng rất là sầm uất của phường Ngọc Khánh. Ở phía đầu đường Liễu Giai, như quý vị có thể thấy sau lưng Bảo Ngọc, đó là tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng và chung cư cao cấp Vincom Metropolis, được khánh thành vào năm 2018. Và phía bên tay trái đó là Lotte Center Liễu Giai, một trong 3 tòa nhà cao nhất của Việt Nam. Cả hai tổ hợp này thì đều rất hiện đại và là điểm hẹn vui chơi giải trí hàng đầu của người dân Hà Nội. Quý vị khán giả thân mến, phường Ngọc Khánh còn có một con phố rất nổi bật, đó chính là phố Đào Tấn, hay còn được gọi là phố Ngân Hàng, bởi vì ở đây có rất nhiều những chi nhánh ngân hàng chạy dọc cả tuyến phố, hoặc là phố Nhật Hàn, khi mà có nhiều chuyên gia nước ngoài làm việc và sinh sống ở đây. Kéo theo đó là những dịch vụ tiện ích như là nhà hàng này, quán ăn này của nước họ. Chi tiết về con phố Đào Tấn thì Nhà Ngay đã làm một video review chi tiết. Quý vị quan tâm có thể ấn phía bên phải của màn hình nhé. Với sự phát triển giàu có và thịnh vượng của phường Ngọc Khánh thì các căn nhà ở đây dù là ở con phố nào thì đều rất là dễ kinh doanh, đa dạng về các loại mặt hàng. Chúng tôi thường xuyên cập nhật nhiều sản phẩm mới lên website và fanpage Nhà Ngay. Và đây là một sản phẩm điển hình đang kinh doanh rất tốt theo mô hình của nhà hàng Nhật Bản ở phố Đào Tấn. Chi tiết thì quý vị có thể xem ở góc phía bên phải màn hình nhé. Ngọc ơi, ở phường Ngọc Khánh thì có một công viên rất là nổi tiếng. Đố chị biết là công viên gì đấy? À, ở Hà Nội thì có nhiều công viên nổi tiếng lắm. Nhưng mà nếu mà chỉ gọi là ở phường Ngọc Khánh thôi thì chắc là công viên Thủ Lệ. Đúng rồi đấy ạ. Em nghĩ là nơi đây thì ghi dấu rất nhiều cái ấn tượng tuổi thơ, chắc chắn là có cả hai chị em mình. Và đây cũng là cái địa điểm tham quan nổi tiếng và đông khách nhất ở Hà Nội vào mỗi cái dịp lễ Tết này, nghỉ hè và thứ bảy chủ nhật. Thì em có ấn tượng gì về công viên này không? Khi mà đứng ở ngay đây thì em thấy là công viên Thủ Lệ thì có cái hồ nước rộng cùng với cái gờ đất chạy như là bầy rồng rắn đuổi nhau vậy. Và có một cái địa điểm khi mà chị em mình vừa mới đi qua, đấy chính là núi Bò và đền Voi Phục. Dưới những cái bóng xi rậm rạp mang lại cho em cái cảm giác rất là xưa cũ, cổ kính nữa đúng không? Vâng ạ. Thì đúng vậy đấy. Công viên này thì nó lại nằm trong một địa phận của một ngôi làng cổ của Hà Nội, có từ thời Lý, thì đấy chính là làng Thủ Lệ. Đi kèm với đó là sự tích về thần Linh Lang và đền Voi Phục mà em vừa nhắc đến. Công viên Thủ Lệ thì không chỉ là một nơi vui chơi giải trí mà nó còn là một nơi mang ý nghĩa về mặt lịch sử của kinh thành ngàn năm. Tuy nhiên thì hiện nay rất là tiếc do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, thế nên là công viên này đang tạm thời đóng cửa. Ngay cạnh vườn thú Thủ Lệ chính là bến xe buýt Cầu Giấy, nơi mà chị em mình đang ngồi ở đây. Và em thấy là cái trạm trung chuyển này cũng là lớn của thành phố đấy ạ. Hàng ngày thì có 17 tuyến này, với hàng ngàn lượt xe và hàng vạn khách qua lại đấy chị ạ. Ồ đúng thật đấy, hai chị em mình mới ngồi đây có một lúc thôi mà chị thấy rất là nhiều xe chạy qua. Trong đó có cả cái xe điện mới được đưa vào vận hành ở trong thành phố nữa. Xe Vin phải không ạ? Ủa chính xác, trông đẹp thật. Khi nào chị em mình có dịp phải đi thử nhá. Vâng. Ở phường Ngọc Khánh đúng là một cái phường trung tâm, khi mà nó không những phát triển về cơ sở hạ tầng mà dịch vụ tiện ích ví dụ như là công cộng này thì cũng rất là phát triển. Và trước mặt hai chị em mình đây thì chính là nhà ga S8. Nhà ga này thì nó nằm trong tuyến Hà Nội Metro, cụ thể là ga từ Nhổn đến ga Hà Nội. Em có biết gì về dự án này không? Theo như em tìm hiểu thì dự kiến là cái đoạn trên cao dài 8,5 km này
từ Nhổn cho đến nhà ga S8 trước cái Đại học Giao thông Vận tải thì sẽ được khai thác vào tháng 12 năm 2022. Và tiếp theo đoạn nhà ga S8 đó chính là nhà ga S9 ở bến xe Ngọc Khánh cũ, là đoạn đi ngầm 4 km, thì sẽ đi từ ga S9 đến ga S12 ở đoạn ga Hà Nội, thì dự kiến là sẽ hoàn thành vào năm 2024 hoặc là 2025 đấy chị ạ. Thế thì khi mà cái tuyến Hà Nội Metro này đi vào hoạt động, cụ thể là cái tuyến Nhổn ga Hà Nội này, thì người dân Ngọc Khánh lại có thêm một cái phương tiện công cộng nữa để lựa chọn tham gia giao thông. Còn đối diện trước mặt hai chị em mình thì là viện tiêm chủng VNVC, phục vụ thực sự rất là tốt và giá cả thì cũng như mọi nơi thôi. Bản thân nếu mà chúng ta ở phường Ngọc Khánh thì con cái này, người thân này hay chính bản thân mình mà cần đi tiêm chủng gì thì chỉ một vài bước chân thôi là chúng ta đã ra đến viện tiêm chủng rồi. Nghe chị nói đến viện tiêm chủng này thì em cũng đang định là cuối tháng thì sẽ đi tiêm chủng, chắc là em sẽ vào đây. Với khu vực Ngọc Khánh, giá chuyển nhượng biệt thự và nhà mặt phố tăng giá mạnh trong năm 2021. So với tháng 9 năm 2021 đến đầu năm 2022, giá loại hình sản phẩm này đã tăng từ 10 đến 20% tùy vị trí. Đối với các sản phẩm thổ cư chuyển nhượng mặt ngõ, không có nhiều biến động. Cụ thể, giao dịch tại phường Ngọc Khánh như sau. Giao dịch tốt nhất là nhà trong ngõ nhỏ dưới 2m. Giá dao động trong khoảng từ 60 đến 80 triệu đồng một mét vuông tùy từng vị trí. Tài chính từ 4 đến 6 tỷ. Sản phẩm bán ít, nhu cầu cao nên giao dịch rất nhanh. Nhà mặt ngõ 5m, ô tô đỗ cửa, giá giao dịch 200 triệu một mét vuông ở Đào Tấn, Kim Mã. Tại thời điểm tháng 8 năm 2021, còn hiện tại vào tháng 1 năm 2022, giá giao dịch đạt ngưỡng 300 triệu. Đây là các tuyến phố tập trung nhiều chuyên gia nước ngoài sinh sống, cư dân có thu nhập cao, kinh doanh thuận lợi. Các tuyến phố khác như La Thành, Nguyễn Chí Thanh từ 164 đến 185 triệu đồng một mét vuông, hiện cũng có xu hướng tăng giá chào. Nhà mặt đường các tuyến phố chính và lớn ở phường Ngọc Khánh, người dân có xu hướng giữ tài sản, thường là để cho thuê và hiếm hoi mới có nhà giao bán. Thị trường gần như không có giao dịch, giá chuyển nhượng cũng rất cao ở ngưỡng 300 đến 500 triệu một mét vuông tùy từng vị trí. Cụ thể, tại đường Kim Mã, giá cao nhất phường Ngọc Khánh lên tới hơn 500 triệu một mét vuông, tiếp đến là Đào Tấn khoảng 371 đến 454 triệu đồng một mét vuông, các tuyến phố Nguyễn Chí Thanh, Ngọc Khánh, La Thành ở ngưỡng 297 đến 320 triệu đồng một mét vuông. Loại hình nhà tập thể có rất ít giao dịch do những căn nhà tập thể ở đây nằm trong đề án cải tạo xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Hà Nội của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội số 192 TTR-UBND ngày 8 tháng 9 năm 2021. Theo đó, nhà tập thể phường Ngọc Khánh nằm trong giai đoạn 1 của danh mục các dự án cải tạo xây dựng lại chung cư cũ, ưu tiên triển khai trong giai đoạn 2022-2025. Còn về giá giao dịch hiện tại của nhà tập thể phường Ngọc Khánh ở ngưỡng 35 đến 40 triệu đồng một mét vuông. Ví dụ một căn ở Nguyễn Chí Thanh, diện tích 60 mét vuông, gồm 2 phòng ngủ, bếp, một vệ sinh, giá giao dịch 2,2 tỷ. Loại hình chung cư ở Ngọc Khánh đẳng cấp nhất phải nhắc đến ngay, đó chính là các căn hộ chung cư cao cấp ở Vinhome Metropolis số 29 Liễu Giai, giá giao dịch khoảng 93 đến 100 triệu đồng cho căn 3 phòng ngủ, diện tích mặt sàn 100 mét vuông sẽ có giá xấp xỉ 9,3 đến 10 tỷ. Những căn 1 phòng ngủ cộng 1, 2 phòng ngủ, giá sẽ thấp hơn một chút, ở ngưỡng 80 triệu đồng một mét vuông. Những căn hộ chung cư khác sẽ có giá giao dịch khoảng 50 triệu đồng một mét vuông. Ví dụ chung cư Platinum số 6 Nguyễn Công Hoan, căn hộ diện tích 120 mét vuông, 3 phòng ngủ, 2 vệ sinh, 1 phòng khách, 1 ban công, giá chuyển nhượng khoảng 6 tỷ. Là những thông tin mà Nhà Ngay khám phá được về phường Ngọc Khánh trong thời gian gần đây. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay là đóng góp nào thì quý vị có thể bình luận ngay xuống phần bình luận ở bên dưới. Và đừng quên dành cho chúng tôi một like và một subscribe nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.